Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh để xem video tiếp theo miễn phí. Quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Khỏe Đẹp Online của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, phần lớn cơ thể của chúng ta là nước. Nước được lưu trữ cả bên trong và bên ngoài tế bào để hòa tan các chất dinh dưỡng, mang chất thải ra ngoài cơ thể, điều chỉnh nhiệt độ của cơ thể, gửi thông điệp não và bôi trơn tất cả các bộ phận chuyển động trong cơ thể của chúng ta. Như vậy là bạn cần rất nhiều nước để cơ thể hoạt động bình thường. Tuy nhiên, bạn cũng bị mất rất nhiều nước hàng ngày thông qua hơi thở, thông qua mồ hôi, ngay cả khi bạn không vận động, thông qua nước tiểu và các nhu động ruột. Chính vì vậy, chúng ta cần phải bổ sung đủ nước cho cơ thể hàng ngày. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách uống nước như thế nào cho đúng. Trong chương trình của ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu những chủ đề về uống nước khoa học để tận dụng tối đa những lợi ích của nước cho cơ thể như sau. Thứ nhất, 7 khung giờ uống nước của người Nhật để có sức khỏe tốt. Thứ hai là những thời điểm không nên uống nước trong ngày. Và thứ ba là 4 loại nước ép trái cây giúp bạn làm sạch ruột già. Và ngay bây giờ mời quý vị và các bạn đến với nội dung đầu tiên. 7 khung giờ uống nước của người Nhật để có sức khỏe tốt. Uống nước tưởng chừng như là một thói quen hết sức đơn giản giúp cho chúng ta tồn tại sự sống đối với loài người trên thế giới. Nhưng với người Nhật, việc uống nước được xem là một bí quyết giúp họ có được sức khỏe tốt, hiếm khi mắc bệnh, và minh chứng rõ ràng nhất chính là tuổi thọ trung bình của người Nhật cao nhất trên thế giới. Vì sao người Nhật quan niệm uống nước đúng duy trì được sức khỏe và giảm được bệnh tật? Nói về chuyện uống nước thì người Nhật luôn quan tâm đến việc uống đúng liều lượng, đúng thời điểm và kết hợp với một vài nguyên tắc sẽ giúp cho cơ thể tránh được rất nhiều bệnh như là bệnh đau nhức toàn thân này, bệnh đau tim, bệnh viêm khớp, bệnh viêm thận, bệnh cao huyết áp, và đặc biệt là phương pháp uống nước của người Nhật còn giúp tránh xa được bệnh ung thư và bệnh tiểu đường. Thứ hai là khung giờ uống nước thông minh của người Nhật. Từ 6 đến 7 giờ sáng, sau giấc ngủ đêm, cơ thể thực sự rất cần nước. Lúc này, hãy uống ngay một ly nước khi ngủ dậy để lọc sạch gan và thận. Đừng vội ăn sáng khi uống nước. Bạn hãy để cho nước ngấm đến từng cái tế bào trong cơ thể của bạn. Từ 8 đến 9 giờ, khi di chuyển đến chỗ làm việc vào buổi sáng, chắc hẳn không ít căng thẳng và đã làm cho bạn bị mất nước. Vì thế, khung giờ này bạn cần uống một cốc nước để lấy lại sự sảng khoái và bắt đầu vào công việc. 11 giờ sau một vài giờ làm việc, bạn hãy uống một cốc nước để giữ ấm cho cơ thể và làm giảm sự căng thẳng của công việc. 12 giờ, bạn uống nước sau bữa ăn trưa không chỉ tốt cho tiêu hóa mà còn giúp bạn giữ được vóc dáng cân đối. 15 đến 16 giờ, giờ làm việc vào buổi chiều, nhiều người có cảm giác là bị buồn ngủ và không thể tập trung vào công việc. Bạn hãy đứng dậy và uống một cốc nước để lấy lại sự thăng bằng. 17 giờ, bạn hãy uống một cốc nước trước khi rời văn phòng để giảm bớt sự đói và mệt. Điều này rất tốt cho những người ăn kiêng vào buổi tối. 22 giờ, uống nước nửa giờ trước khi đi ngủ sẽ giúp cho cơ thể của bạn chống được nguy cơ cục máu đông. Chúng ta sang nội dung thứ hai là những thời điểm không nên uống nước trong ngày. Thứ nhất là không nên uống nhiều nước trước khi đi ngủ vì bạn sẽ phải đi tiểu, hệ bài tiết sẽ phải làm việc mệt mỏi và điều này tất nhiên sẽ làm cho bạn mất ngủ. Thứ hai là không uống nước trong khi ăn vì nó khiến cho thể tích dạ dày của bạn tăng lên, hệ tiêu hóa của bạn cũng phải làm việc vất vả hơn và rất có hại cho dạ dày. Thứ ba là bạn không nên uống nhiều nước ngay sau khi vừa vận động xong. Ngay sau khi vừa vận động, cơ thể của bạn ra rất là nhiều mồ hôi nên bạn cảm thấy khát nước. Tuy nhiên, việc bạn uống quá nhiều nước ngay sau khi vận động sẽ gây gánh nặng cho tim, bởi lúc này tim đang phải hoạt động rất là mạnh để bơm máu đi khắp cơ thể. Tốt nhất là bạn nên uống chậm, uống thành từng ngụm nhỏ sau khi vận động. Thứ tư là không nên đợi khát mới uống nước. Và cũng nên chú ý, khi khát cũng chỉ nên uống một cách từ từ, uống nước nhanh quá trong khi khát có thể gây ra những ảnh hưởng không tốt cho tim mạch. Thứ năm là nên ngồi uống nước thay vì đứng. Thứ sáu là bạn nên uống nước ấm thay vì uống nước lạnh. Và chúng ta chuyển sang nội dung thứ ba là 4 loại nước ép trái cây giúp làm sạch ruột già. Vì sao chúng ta lại cần phải làm sạch ruột già? Vì ruột già giúp hấp thụ chất lỏng, chất dinh dưỡng trước khi loại bỏ các chất cặn bã ra khỏi cơ thể. Khi ruột già sạch thì sẽ giúp cải thiện được sức khỏe tổng thể của chúng ta, thậm chí là có thể ngăn ngừa được ung thư ruột kết, ngăn ngừa táo bón, tăng cường sự hấp thụ của các vitamin và các chất dinh dưỡng, giảm cân và tăng khả năng sinh sản, làm đẹp da. Có rất nhiều cách để làm sạch ruột già. Dưới đây Khỏe Đẹp Online sẽ gửi tới quý vị và các bạn 4 loại nước ép trái cây giúp bạn làm sạch ruột già ngay tại nhà. Thứ nhất là nước ép táo.
Táo là một trong những loại trái cây rất giàu chất xơ và polyphenol. Nó rất tốt cho hệ tiêu hóa, đặc biệt là ruột già. Chất xơ pectin ở trong quả táo hoạt động như một prebiotic và là thức ăn cho vi khuẩn đường ruột. Do đó, bạn uống nước ép táo thường xuyên sẽ giúp ruột già của bạn hấp thụ được chất dinh dưỡng tốt hơn và thải bỏ được sạch sẽ tất cả các chất độc hại ra ngoài cơ thể. Thứ hai là nước ép nha đam. Nước ép nha đam có tác dụng làm dịu ruột già và được xem như một loại thuốc nhuận tràng tự nhiên giúp giảm táo bón, giúp điều trị hội chứng ruột kích thích và các rối loạn khác của ruột già do viêm nhiễm gây ra. Ngoài ra, nước nha đam còn có tác dụng là cải thiện tình trạng mất nước của cơ thể, tăng cường chức năng hoạt động của gan, ngăn ngừa và giúp hạn chế viêm, ngăn ngừa và điều trị bệnh tiểu đường và hỗ trợ rất tốt cho hệ thống tiêu hóa. Thứ ba là nước ép kiwi. Quả kiwi rất giàu chất xơ và polysaccharide pectin. Bên cạnh đó, tiêu thụ nước ép kiwi còn thúc đẩy hoạt động của vi khuẩn Lactobacilli giúp ruột già loại bỏ được các chất độc hại. Ngoài ra, uống nước ép kiwi còn giúp giảm táo bón, ngăn ngừa ung thư, nhất là ung thư ruột kết. Tốt cho mắt, tốt cho hệ thống tiêu hóa và đường huyết, giảm đông máu, hỗ trợ giấc ngủ, giảm bệnh hen suyễn và giảm ho. Thứ tư là nước ép dứa. Dứa có chứa một loại enzyme đặc biệt gọi là bromelain giúp tiêu hóa protein dễ dàng và hấp thụ các chất dinh dưỡng khác. Cái hợp chất này còn có tác dụng làm giảm đau dạ dày, làm sạch đường ruột. Ngoài ra, dứa còn có tác dụng ngăn ngừa ung thư, tốt cho răng, tốt cho mắt, giảm các triệu chứng của các bệnh viêm khớp, ngăn ngừa được tăng huyết áp, giảm nguy cơ đông máu, chống lão hóa, tăng cường cho xương và giúp điều trị ho và cảm cúm. Như vậy là chúng ta đã biết 7 khung giờ uống nước của người Nhật để có sức khỏe tốt nhất. Thứ hai là những thời điểm không nên uống nước ở trong ngày. Và thứ ba là 4 loại nước ép trái cây giúp làm sạch ruột già. Hy vọng là những kiến thức mà Khỏe Đẹp Online vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp quý vị và các bạn có được sức khỏe tổng thể tốt nhất. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo của Khỏe Đẹp Online. Xin chào và hẹn gặp lại. Quý vị và các bạn đang theo dõi video được phát trên kênh Khỏe Đẹp Online. Nếu có những câu hỏi hoặc thắc mắc, các bạn có thể để lại ở phần comment phía dưới và chúng tôi sẽ sớm có phản hồi. Để không bỏ lỡ những kiến thức và thông tin mới về sức khỏe, quý vị và các bạn hãy nhấn nút đăng ký ở phần phía dưới bên tay phải. Đồng thời, bạn cũng có thể chia sẻ những thông tin hữu ích đến người thân và bạn bè của bạn bằng cách nhấn nút like hoặc nút share để giúp họ có thể tự bảo vệ sức khỏe của chính mình. Chúc các bạn và gia đình luôn khỏe mạnh, trường thọ. Xin chào, cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh của chúng tôi để xem video tiếp theo miễn phí.